Vâng, Zalo xin mấy chào các bác ạ. Ngày hôm nay em lại tiếp tục về hàng các bác nhé. Hôm nay lại về thêm được 1, 2, 3 chiếc quạt các bác nhé. 3 chiếc quạt Nhật. Các thương hiệu như Hitachi này, tất cả đều là Hitachi hết. Có Hi Hai Đế này, Hi Vân Gỗ này, quạt nửng này và Hi quạt bàn cổ. Đấy. Và hai chiếc đầu tép của hãng Technic các bác nhé. Model rất là quen thuộc, nổi tiếng vào những thập niên 80, 90 trở về trước. Technic M3.2 và M2.2. Đấy, hôm nào chưa bác nào mà chúng ta chưa mua được những hai sản phẩm này thì liên hệ ngay Hoàng Gia Audio nhé. Hôm nay về thêm hai chiếc rất là đẹp nữa. Và theo thông lệ thôi thì bên em cũng sẽ làm những cái video test và cũng như là sẽ quay thật là chi tiết cận cảnh với từng sản phẩm một và cũng như là báo giá công khai thôi nhé. Và một cái lưu ý nhỏ cho các bác là tất cả giá là sẽ báo là không bao gồm phí vận chuyển các bác nhé. Đấy, không bao gồm phí vận chuyển ạ. Đây là em sẽ quay rất là chi tiết từng sản phẩm một các bác nhé và sau đó là sẽ báo giá. Đấy, và giá là không bao gồm tiền ship, tất cả các đơn hàng thì đều có cọc sẽ lên đường. Đấy, khi còn lại số còn lại là bên bưu điện sẽ thu điện tiền khi các bác nhận hàng, các bác kiểm tra cùng với ship ạ các bác nhá, kiểm tra đồng kiểm tra với ship, sau đó test và nhận hàng, sau đó thanh toán với bên ship. Đấy, thế là xong rồi ạ. Vâng ạ, và đầu tiên thì em xin được giới thiệu đến các bác một chiếc quạt của hãng Hitachi. Em này là quạt cổ các bác nhá, cái bộ cánh của nó rất đẹp luôn. Đấy, em này là của Hitachi các bác nhé. À, Hitachi cánh 30 màu xanh, các bác có thể nhìn cái chóp của nó này. Đấy, chóp của nó này, dày chưa ạ, nó nòi ra ngoài rồi. Đấy, nhìn rất là đặc biệt. Và cái lan đồng này thiết kế rất là đẹp, sơn zin hết các bác nhá, sơn zin này, em nhìn này các bác nhìn này. Đấy, những cái chi tiết nhỏ này nó là 5 tháng nhá, em để nguyên em không dặm vá các bác nhìn nhá. Đấy, em thích bán đồ zin. Đấy, cả những cái chi tiết nhỏ nhỏ này cũng là zin hết này, em không tút tát nhá. Bác lưu ý ạ, quạt nào em bán nào rất là ghét tút tát. Đấy, tất cả này có nhiều sơn zin hết này. Thấy chưa ạ? Sơn zin, hàng đấu giá mạng về. Mới đẹp như này các bác nhá. Em này là thông số này các bác này. Đây là tem, những tem đồng này các bác. Đấy. Tem đồng này. Đấy, đây là những cái thông số kỹ thuật nó nằm ở đây. Dây nguồn đây, dây rất là dẻo và mềm. Đấy, toàn thân là gang sắt hết. 3 cấp độ gió. Đây em sẽ thử các bác này. Đây số 1 này. Số 1 là số mạnh nhất các bác nhé. Rất khỏe ạ. Số 2. Số 3. Đấy, Hitachi. Đấy, rất mát và rất khỏe. Số nhỏ nhất cũng đã thấy mát rồi. Thiết kế rất hay, các bác nhìn dị không? Bình thường những cái quạt sắt các bác thấy cái bầu của nó rất là dài đúng không ạ? Bầu bình bom đúng không ạ? Nhưng mà con này nó thiết kế rất là ngắn gọn. Đấy, rất là ngắn, rất là rụt. Đấy. Rất là rụt đúng không ạ? Túp lăng đây. Đấy. Toàn thân gang sắt, trừ mỗi cánh bằng nhựa thôi. Cánh bằng nhựa nhưng mà lại các bác nhìn này, cánh là dùng ốc chí các bác nhá. Nó dùng cái ốc chí này, ốc chí trong cái cánh này các bác này. Và hai nhìn cái chóp này, các bác nhìn cái chóp ấy thích này. Đấy. Cái cánh này nó lại có cái chóp và cái chóp lại nó lòi ra ngoài khỏi cái nồng này các bác nhỉ. Cái nồng nó nằm đây đúng không ạ? Cái chóp nó nằm đây. Đấy, nhìn rất là thích. Nhìn rất là đẹp. Đó, nhìn rất là lạ các bác nhá. Các bác nhìn này. Giống như động cơ tên lửa. Đấy. Cánh 30 màu xanh, zin nguyên bản hết cho các bác. Đấy. Từ này, tím số này, Hitachi này, toàn thân gang sắt, sơn zin. Chiếc này em bán với giá là 5 triệu rưỡi các bác nhá, 5 triệu rưỡi. Đấy. Hitachi các bác nhá. Hitachi toàn thân gang sắt. Đấy. Chóp và quạt này là giống như kiểu là tên lửa. Đấy. Không biết nó là gọi là cái gì cho nó chính xác nhưng mà nó là như thế ạ. Đấy. Sơn zin rất là đẹp, nước sơn này nguyên bản hết. Đấy. Quay rất là chi tiết cho các bác nhìn nhá. Đây là cái phần mạ chrome này. Đấy. Đấy, sơn zin hết các bác nhá. 5 triệu rưỡi cho chiếc quạt là Hitachi các bác nhá. Tiếp theo lại là Hitachi trước tiếp, nhưng mà Hitachi này là Hitachi dạng vân gỗ. Đấy, 3 cấp độ gió, có cả số ngủ này. Đấy, có số ngủ các bác nhá. Quạt này quạt lửng các bác nhá. Quạt lửng này. Tất cả các bác nhìn này. Rất đẹp và mới đúng không ạ? Đấy. Thực ra dòng này thì rất là giống với Hitachi đế xoay. Đế hai đế. Từ nồng từ cánh. Đấy, có thể lắp chung cho nhau được. Con này nó là cánh khói các bác nhá. Cánh là cánh màu khói này. Chứ nó không phải là cánh màu rêu các bác nhá. Cánh màu rêu nó đậm hơn. Đây là cánh gọi là cánh màu khói. Đấy, anh em gọi là cánh màu khói, cánh 30 màu khói. Đấy, màu cánh cũng rất là đặc trưng của hãng Hitachi. Cánh màu xanh, cánh màu khói rồi.
đủ các loại màu cánh, và mỗi màu cánh nó sẽ đắt nhau, đắt hơn khác giá trị của nhau các bác nhá. Đấy, đây là em Hitachi quạt nửng. Đấy, quạt nửng. Toàn thân cũng là sắt hết. Sắt này. Sắt này. Dạ, sắt hết. Bầu là nhựa này. Đấy, nồng của nó đây. Nước nhũ còn nguyên nhá. Đấy. Được những nguyên bản. Lồng nhựa cũng thế nhá, không phải sơn lại nhá, không phải cạo đi sơn lại đâu các nhá. Nhựa trắng tinh nguyên bản luôn. Đây, phần cổ là bằng sắt này, cũng thế này, nước sơn nguyên hết này. Đó. Thân thế này này. Đây là mạ chrome này. Đây là phần gỗ này. Mặt trên là nhựa này, mặt dưới là sắt các bác nhá, mặt dưới là sắt. Đấy, đây là cái phần lắp dựng để dây này. Đấy, cái dây chúng ta không dùng là chúng ta để đây chúng ta đậy xuống nhá. Đấy. Đây là phần hiện giờ. Số ngủ con nhá. Khi các bác muốn bấm số ngủ này không phải là các bác bấm số ngủ ngay là nó chạy được các bạn. Các bấm một trong ba số bất kỳ, ví dụ các bác bấm số 3 này ạ. Sau đó các bấm số ngủ này. Đấy, thì nó mới có tác dụng của số ngủ ạ, chứ không phải là mình để hết về không như này xong mình bấm số ngủ nó không bấm đâu các bác. Như thế này là không bấm đâu ạ. Đấy, như này thì không bao giờ bấm được. Các bác bấm số 1. Sau đó các bác bấm số ngủ thì nó mới là thực hiện chế độ số ngủ con nhá. Vân gỗ rất là đẹp, xong này là lại chạy là vân inox xung quanh nữa. Nhìn nó thể hiện cái độ sang trọng. Đấy, hai cái bên, hai cái sườn inox các bác nhìn nó sáng. Đấy, giữa là vân gỗ, đây là phần hiện giờ. Đấy, đây là số ngủ ạ, rất là thoáng. Rất là thoáng các bác nhá. Đấy. Đây gọi là hy vân gỗ. Quán nửng, toàn thân gang sắt. Đó, toàn thân gang sắt. Em này được bao tiền đây? Em sẽ báo giá cho các bác nhé. À, đêm này là đây là phần túp lăng các bác nhé, đây là phần túp lăng ạ. Em này không hẹn giờ đâu nhưng mà nó là phần túp lăng. Đấy. Túp lăng chỉnh độ các bác nhé, chứ không phải là hẹn giờ nhé. Đây là các bác có thể chỉnh này, chỉnh quay 40 độ này, rồi chỉnh quay 20 độ này. Đấy, rồi chỉnh quay 60 độ này. Đó, thì đây nó là túp lăng các bác nhé. Đây là túp lăng chỉnh theo góc độ quay ạ, 100 độ, 80, 60, 40, 20. Đấy, nó sẽ quay theo cái góc độ đấy. Đấy, chứ nó không phải là bộ này là không, con này không có hẹn giờ các bác nhá, không có bộ hẹn giờ đâu. Đấy, nó gọi là túp lăng theo chỉnh theo độ 20 40 60 80. Đấy. Và về không là đứng im ạ. Đó. 40 độ. Thì nó sẽ quay 40 các bác nhá. Đấy. Thì em này em báo giá cho các bác luôn ạ. Em này là em bán với giá là 7 triệu đồng các bác nhá. 7 triệu đồng. Đấy, đây gọi là em hy lửng ạ. Hy lửng vân gỗ. Cánh màu khói, dạ, cánh 30 màu khói. Em bán là 7 triệu đồng. Bác nào quan tâm thì liên hệ với Hoàng Gia Audio bên em nhé. Đấy, đây, quay rất là từ từ, rất là chậm. Nếu chúng ta để ở đây là góc độ là 20 độ, đấy, 40 độ. Đấy, chúng ta sẽ chỉnh ở đây các bác nhé. Tất cả chúng ta sẽ chỉnh ở đây ạ. Đó. Đây là 0 độ này. 0 độ là đứng im luôn này. Quay được kiểu 60 độ. À, tùy các bác chỉnh. Đấy, rất là hay. Vâng ạ, tiếp theo là hy hai đế, rất nổi tiếng trong dòng hy hai đế ạ. Hy hai đế này cũng ba cấp độ gió, cũng có số ngủ. Bản chất thì nó chẳng khác con kia đâu ạ. Đây. Nồng như nhau, cánh như nhau. Đấy, chỉ khác màu cánh thôi. Nồng có thể lắp chung như nhau được. Đấy, con này thì có hẹn giờ này. Đấy, hẹn giờ này, hẹn giờ tối đa là 60 phút này. Hai đồng hồ này, đồng hồ này là đồng hồ chỉnh túp năng quay này. Đấy, chúng ta có thể chỉnh 60 độ hay bao nhiêu độ chúng ta chỉnh đây, từ 0, 20 độ, 40, 60, 80, 100. Đấy, cũng 3 cấp độ gió, rất là mạnh. Đấy, rất khỏe. Và cũng có số ngủ. Đấy, cách thao tác số ngủ cũng thế ạ. Bấm một trong 3 cái phím này, sau đó chúng ta bấm số ngủ, nó có tác dụng số ngủ. Và nó có 2 đế đây. Đấy, gọi là hy 2 đế, là một dưới, một đế nữa, một trên đế nữa. Có thấy không? Đấy, gọi là hy 2 đế ạ. Em này gọi là đẹp xuất sắc luôn các bác nhá. Và sơn zin hết nhá. Đây, những cái vết mà bong chóc nhỏ nhỏ này là em cũng để nguyên nhá, em không tỉa nhá. Không tỉa to thì đoạn. Để nguyên sơn zin. Đấy, từ những cái đồng hồ này còn rất là mới này. Cái nút chỉnh đồng hồ có nhìn này, thấy chưa? Đấy, sáng bóng nhá. Nhìn rất là mới ạ. Đấy. Đấy. Chỉ những cái vết nhỏ nhỏ như vậy thôi nhưng em để nguyên. Để đúng giữ cái chất của máy cổ và máy zin. Đấy, sơn zin hết. Đấy, bầu nhựa này. Bầu nhựa này cũng là nhựa zin nhá, không phải sơn lại, không phải cạo đi như những bên khác người ta làm các bác nhá. Nhựa những bên khác người ta nó bị vàng này, các bác lại cạo đi, nó có sơn lên. Đấy, thì nó mất zin, nồng nữa đấy này.
Đồng thì đặc trưng của đồng này là đằng sau là lồng mặt nhũ. Đấy, lồng mặt nhũ này. Trước đây là inox. Đấy, inox, mạ inox sáng. Dạ, đây là vận mạ chrome. Cánh 30, cánh màu xanh cánh 30. Đấy, rất là mới. Em này em đang bán với giá là 7 triệu rưỡi ạ. Còn nào quan tâm thì liên hệ bên em nha. 7 triệu 500 ngàn đồng. Đây là con Hi 2 đế. Rất là nổi tiếng của trong dòng nhà Hi. Đấy. Hai đế, ba cấp độ gió và một số ngủ. Đấy, hai đồng hồ, một đồng hồ tụ năng và một đồng hồ chỉnh góc độ quay. Hi 2 đế. Quạt bàn toàn thân gang sắt. 7 triệu 500 ngàn đồng. Đấy, bác nào quan tâm thì liên hệ với Hoàng Gia Âu Đô. Vâng ạ, và tiếp theo là hai chiếc đầu tếp của hãng Technic, rất là nổi tiếng vào thập niên 90 mà thâu băng in băng đấy ạ. Đấy. Niềm ao ước của rất nhiều gia đình trong những thập niên 90 trở về trước đấy ạ. Và có thể đánh đổi bằng cả những suất đất mặt đường để mua lại những sản phẩm này. Và bây giờ tính đến giá trị bây giờ thì quá rẻ được các bác ạ. Chỉ cần nửa tháng lương thôi là chúng ta cũng đã sở hữu được những chiếc đầu Technic như này rồi. Mà ngày xưa thì phải bán cả một suất đất mặt đường hoặc thậm chí bán rất đi làm có khi cả năm tích góp cũng chưa chắc đã mua được. Nhưng bây giờ thì giá cho với giá trị bây giờ thì rất là rẻ các bác nhá. Chỉ có hơn 6 triệu thôi, tùy vào cái giá trị, tùy vào cái độ đẹp của sản phẩm. Thì em về có hai chiếc, một là ba con hai, hai cửa băng. Hai cửa băng này đều có một chức năng là thâu nhanh được các nhá. Chúng ta có thể đặt băng ở bên cửa 1, bật chế độ và bên này sẽ thâu lại cửa 1 từ cửa 2 sang cửa 1, từ cửa 1 sang cửa 2 ạ. Tức là cửa 1 là cửa phát, cửa 2 là cửa thâu. Thì có thể thâu nhanh từ cửa 1 sang cửa 2 rất là nhanh. Đấy. Còn riêng Technic với M0202 thì nó không có chức năng thâu nhanh, đúng không nhá? Không có chức năng thâu nhanh như Technic 3.2. Đấy, hai dòng này thì đều là huyền thoại, mỗi cao có một cái vẻ đẹp riêng ạ. Con này thì nó có một cái nút volume nằm giữa này. Đấy. Cửa băng trước hai cửa băng đều là máy một chiều hết. Đấy, đều là chạy từ sắt, đúng không nhá? Dòng này thì chạy rất là bền, lành và tiếng rất là hay. Đấy, nổi tiếng vào những thập niên 90 rồi. Các bác có thể nhìn máy này, mặt trên của nó là rất là đẹp, mặt hông như thế này. Rất là mới nhá, hàng đấu giá bên Nhật về các bác nhá. Hàng đấu giá nó khác các bác nhá, nó đẹp. Đấy, từ những cái núm nút này, trong năm tháng nó hơi mốc mốc một tí nhá. Đấy, mốc mốc tí là gì, là mình về mình chưa vệ sinh được con nhá. Còn nếu các bác vệ sinh mà lau chùi gala một chút thì nó sẽ rất là sáng ạ. Còn hàng nguyên bản lâu năm nó sẽ hay bị mốc. Đấy, những phím hay bị mốc. Cái này thì bọn em sẽ vệ sinh cho các bác. Đây là hàng vừa về là ok là em quay luôn cho các bác nhá. Đấy. 6 triệu rưỡi cho một chiếc các bác nhá. Đấy. Technic M3 con 2 6 triệu rưỡi và M202 em bán 6 triệu rưỡi. Bảo hành cho các bác 3 tháng. Được chưa? Thu phát hoàn hảo luôn ạ. Thu phát từ 8 đến 9 trên 10 các bác nhá. Đấy. Hoàn hảo tất cả các chức năng. Ok các bác. Em xin trân trọng cảm ơn các bác nhá, và tất cả các sản phẩm em đều báo giá công khai rồi. Đấy, giá bán tại cửa hàng. Mong các bác chúng ta xem kỹ và xem hết, cần những gì tư vấn hoặc là cần ảnh chi tiết hơn thì em sẽ gửi qua Zalo cho các bác nhé. Tất cả sản phẩm em đều chụp trên máy và đều chụp chi tiết và rất là gần, nên là các bác có thể nhìn trực tiếp, gần như là nhìn trực tiếp. Khi em đã chụp gần, chụp chi tiết thì có nghĩa là các bác sẽ xem nó rất là chính xác, chứ em không chụp xa nhá. Nhiều shop người ta chụp rất là xa nhưng mình không thể soi được những cái vết gọi là vết lâu năm tháng ấy, vết một số vết sơn nó bị bong nhỉ, thì cái này em chụp rất là chi tiết. Nên các bác lưu ý là khi hàng em đã quay mà em chụp chi tiết và quay rất là chi tiết thì chắc chắn là các bác sẽ nhìn hàng và nhận hàng nó sẽ đúng những cái gì mà nhìn trên ảnh các bác nhá. Còn nếu mà chụp xa như này thì chắc bác sẽ không nhìn được những cái vết ở trên lồng đấy. Nhưng mà khi em quay sát em sẽ đây, các bác nhìn em sẽ có, đúng không ạ? Đấy, thì quan điểm là em sẽ quay rất là chi tiết, dây rất là rõ để cho các bác nắm bắt được cái tình trạng sản phẩm ạ. Để tránh trường hợp là khi các bác nhận hàng bảo này thấy nó không được như kỳ vọng chúng ta xem trên video, đúng không ạ? Thì em không muốn để mất thời gian của các bác nên thành ra em cũng quay rất là chi tiết, quay rất là sát. Đấy, camera đặt rất là sát vào máy để cho các bác nhìn như nào để nhận hàng đúng như thế, để tránh trường hợp là các bác nhận hàng lại không được như kỳ vọng. Cảm ơn các bác rất là nhiều, và mọi thông tin chi tiết các bác thể liên hệ với Hoàng Gia Âu Đô theo số thoại trên tấm biển này ạ, 0975884009, địa chỉ gà để cuối ngõ 120 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy ạ, Hà Nội. Em ship hàng toàn quốc các bác nhé. Khi có cọc em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau của Hoàng Gia Âu Đô ạ.